Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 016. Bài toán này là bài toán mà yêu cầu tìm công thức của hai ăn côn no đơn trước và kế tiếp. Đề thi cho no đơn trước là ngon rồi. Đó. Thế thì thực hiện bài toán này như thế nào? Thầy có như sau. Đầu tiên là sơ đồ hóa bài toán. Thầy có 8,75 gam hỗn hợp gồm glycerol. Đầu tiên thì các em phải nhớ được công thức của glycerol đã. Muốn gì thì muốn chúng ta phải nhớ được đã. Phần thứ hai là thầy đặt là R trung bình OH. Đầu tiên, người ta thực hiện phản ứng với natri thu được hydro là 0,1125 mol. Đó. Thứ hai là người ta thực hiện phản ứng phụ cho rượu đa chức phản ứng với lại COOH lần. Thì kết quả là trong hai rượu này chỉ có C3H5OH 3 lần là phản ứng thôi. Số mol COOH lần là 0,01 mol thì suy ra glycerol là 0,02 mol. Nhưng 0,02 mol này nó ứng với 14 gam ích xì thôi. Vậy thầy quy về 8,75 gram bằng cách nhân với lại bật 8,75 và chia 14. Kết quả bằng 0,0125 mol. Như vậy thầy thay lên trên này thì glycerol là 0,0125 mol. Bảo toàn hydro động, thầy tìm ra được rượu đơn trước này số mol là 0,1875 mol. Để tìm được hai rượu, thầy tìm được M trung bình của nó là xong. Kết quả dùng bảo toàn khối lượng. Thầy dùng bảo toàn khối lượng thì tìm ra M trung bình của thầy bằng, ở đây các em thay M trung bình của thầy này, M trung bình của thầy bằng 40,53. Suy ra kết quả đáp án thầy có phải là CH3OH là 32 và C25OH là 46. Đáp án thầy có là đáp án D.